Liverpool hưởng lợi từ VAR nhiều nhất ngoại hạng Anh. Không có VAR, Liverpool sẽ xuống nửa dưới và chỉ hơn nhóm xuống hạng 6 điểm. Trong khi Man United văng khỏi top 4 ngoại hạng Anh mùa này, ESPN đã tính toán 61 lần VAR vào cuộc từ đầu ngoại hạng Anh mùa này, thay đổi quyết định của trọng tài trên sân để xem chúng có thể ảnh hưởng đến các trận đấu như thế nào. ESPN chỉ tính lần VAR thay đổi quyết định đầu tiên trong mỗi trận, vì tính toán cho rằng bất kỳ quyết định VAR nào sau đó sẽ không xảy ra, do toàn bộ hướng của trận đấu đã bị thay đổi. Sau đó, ESPN tính đến loạt các yếu tố, gồm phong độ của đội, chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG, tác động, thời điểm VAR vào cuộc, rồi đưa ra bảng thứ bậc ngoại hạng Anh mùa này nếu không có VAR. Theo bảng điểm kể trên của ESPN, Liverpool kiếm 6 điểm, nhiều nhất trong 20 đội, từ các quyết định của VAR. Đoàn quân của Jurgen Klopp hưởng lợi khi pha lập công muộn của Conor Cody trong trận hòa Everton 0-0 hồi tháng 9 năm 2022 bị VAR khước từ. Một tháng sau, trong trận hòa Brighton 3-3 trên sân nhà Anfield, và xác định Mo Salah không việt vị và công nhận bàn thắng của Roberto Firmino, lúc Liverpool đang bị dẫn 0-2, Liverpool cũng thắng Man City 1-0 vài tuần sau đó, nhờ việc Phil Foden bị khước từ bàn mở tỷ số. Liverpool hiện đứng thứ 9 với 29 điểm, nhưng nếu không có VAR, đoàn quân của Klopp sẽ tụt xuống thứ 11 với 23 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm và kém nhóm dự Champions League tới 14 điểm. Aston Villa hưởng lợi nhiều thứ hai khi giành 4 điểm nhờ VAR, Brentford, Crystal Palace và Man United có thêm 3 điểm, còn Newcastle đoạt 2 điểm. Brentford là đội có nhiều bàn thắng được công nhận nhờ VAR nhất, với 3 bàn, nhưng cũng bị khước từ 3 bàn. Nếu không có VAR, Brentford sẽ mất 3 điểm và tụt một bậc xuống thứ 9. Trận thắng Arsenal 3-1 hồi tháng 9 năm 2022 là kết quả duy nhất của Man United được thay đổi nhờ sự can thiệp của VAR. Cụ thể, khi tỷ số chưa được mở, Gabriel Martinelli băng xuống dứt điểm chéo góc hạ David De Gea, nhưng bàn thắng bị khước từ vì Mauro Odegaard được xác định đã phạm lỗi với Christian Eriksen. Quyết định này sau đó được xác nhận là một trong 6 lỗi của VAR ở nửa đầu mùa giải. Khi đó, Arsenal được dự đoán sẽ thắng sau khi mở tỷ số. Ngược lại, Leeds chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi mất 5 điểm vì VAR. Đoàn quân dưới trướng Jesse March hiện đứng thứ 15 với 18 điểm, chỉ hơn đội xếp thứ 18 là Bournemouth 1 điểm. Nếu không có VAR, Leeds sẽ tăng 3 bậc lên thứ 12, hơn nhóm xuống hạng 6 điểm. Xếp sau Leeds là Man City, câu lạc bộ sẽ giành thêm 3 điểm nếu không có VAR. Thầy trò Pep Guardiola chịu ảnh hưởng khi Foden bị khước từ bàn thắng trong trận thua Liverpool 0-1. Trong khi đó, Arsenal chỉ giành thêm 1 điểm nếu không có VAR. Ngoài 3 điểm giành thêm từ trận gặp Man United kể trên, trận thắng Leeds 1-0 sẽ trở thành trận hòa. Phút bù giờ trận này, VAR vào cuộc và khước từ tình huống đá penalty cho chủ nhà. Theo tính toán của ESPN, nếu không có VAR, Arsenal vẫn dẫn đầu với 51 điểm, nhưng chỉ hơn Man City 3 điểm, so với 5 điểm như hiện tại. Trong khi đó, West Ham sẽ có thêm 3 điểm, Brighton và Everton có thêm 2 điểm. Còn Tottenham của Antonio Conte vượt mặt cả Newcastle và Man United để đứng thứ 3 ngoại hạng Anh. Trong số 5 đội hiện đứng cuối bảng, 4 đội có tổng điểm cao hơn, đội duy nhất không thay đổi là Wolves, và điều đó khiến họ rơi từ vị trí thứ 17 xuống 19. Everton giành thêm 2 điểm và vươn lên thứ 18, trong khi Leicester City bị West Ham vượt mặt. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.